Sáng 22 tháng 6, Thượng tá Nguyễn Công Hòa, trưởng Công an huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trung Lưu, 54 tuổi, ngụ xã Ea Hờ Leo, huyện Ea Hờ Leo, để điều tra về hành vi trồng cây có chứa chất ma túy. Trước đó, ngày 20 tháng 6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Ea Hờ Leo phối hợp với Công an xã Ea Hờ Leo tiến hành kiểm tra và phát hiện khu vực trại của ông Lưu ở thôn 2C, xã Ea Hờ Leo có rất nhiều cây cần sa. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, ông Lưu đã trồng cây cần sa chia nhỏ tại nhiều khu vực, xen canh với các cây công nghiệp ngắn ngày khác để tránh gây sự chú ý. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện ông Lưu đã trồng 662 cây cần sa, cao từ 10cm đến 2m, trong đó có nhiều cây con được ươm trong chậu.